đứa nào đi về nhà trên này không? Lên đây chú cho kẹo này đi về nhà không? Nhà các cháu có ở trên này không? À thế à? Ok chú cảm ơn nhá. Trước mắt các bạn chính là con đường mà các cháu nhỏ hay đi học. Đây chính là con đường mà để đi lên trên cái ngôi làng tít trên cao này. Ngày hôm nay thì tôi không có ai để đưa đi mà chỉ đi một mình thôi. Không biết là có đúng con đường này hay không. Nhưng mà nhìn thấy những cái lối đi nó đã bị mòn như này thì tôi đoán có lẽ chính là con đường để mà chúng ta đi lên trên đó. Người ta đã làm những cái bậc đá như này để đi lại cho đỡ mất sức. Phía xung quanh đường này trồng rất là nhiều cỏ như này. Cỏ bà con sẽ mang về cho bò ăn. Thì mình có nghe nói, một người bạn của mình có chia sẻ với mình rằng đây là con đường mà hàng ngày các cháu sẽ đi học. Chắc là các cháu phải động lực lắm, phải cố gắng lắm thì mới có thể đều đặn hàng ngày đi học được. Và bọn trẻ con vùng cao nó đi rất là nhanh nhá, nó đi thoăn thoắt luôn. Mình đi thở bằng tai luôn á. Bên này thì chắc là ngày xưa nó rất là dốc nên là bà con đã phải kè đá vào như này để tạo được cái mặt phẳng để dễ đi lại hơn. Bước đến cái khu vực này thì mình đã cảm nhận được những cái luồng gió rất là mát. Đấy. Này như kiểu bước vào một thế giới khác ấy. Một thế giới thần tiên luôn. Wow. Rất là đẹp. Tuyệt vời các bạn ạ. Nếu mà bạn nào thích đi thăm những cái ngôi làng như này thì có thể liên hệ với mình. Anh em chúng ta cùng nhau đồng hành trên những cái cung đường rất là tuyệt vời như này. Không ở nơi nào có, mà chỉ duy nhất ở Hà Giang mới có. Nếu mà làm một cái ngôi nhà ở trên núi cao như thế này thì chắc chắn là cái việc vận chuyển những cái vật liệu như là gạch rồi xi măng cát là cực kỳ khó khăn và thậm chí là rất là tốn kém. Tức là một viên gạch bình thường nó có thể là 2-3 nghìn mà khi lên đến đó nó phải lên khoảng 10-15 nghìn gì đấy. Tôi đoán như vậy bởi vì con đường như này thì vận chuyển kiểu gì cho nổi. Phía này mình thấy bắt đầu rẽ ra thành hai con đường. Đây là một cái ngã ba. Chắc là mình sẽ vào cái con đường nhỏ này trước. Những bậc đá này mà trời mưa ấy thì rất là trơn nha mọi người nhá. Nên là lũ trẻ con đi học nó chắc là phải chân nó phải giỏi lắm ấy thì mới không bị ngã được. Chứ như này này, cứ dốc này ngã kiểu gì mà lăn mấy vòng ấy. Không hiểu sao ở những cái nơi mà cao chót vót chọt vọt như này nữa. Đây này, một bên là vực núi, còn một bên là đường đi. Thậm chí là cái chỗ này này, những viên đá nó còn bị rơi ra khi mà trời mưa này. Và rất có thể là chỉ cần một vài cái tác động nhỏ thôi thì nó lăn tít xuống dưới, rất là nguy hiểm luôn. Wow, siêu mát. Sướng quá. Đây này các bạn này, đây là một con đường cụt và cái lối đi nó chỉ dẫn đến đây thôi. Có những cái mòn mòn như này thì có người từng đến đây. Nhưng mà khoan, đây này, nhìn ra đi, thấy chưa, vách đá đấy. Kinh không. Thế mà vẫn ra đây mà hình như là để ngồi ấy, ngồi ngắm cảnh như sao ấy. Đây này, thì trước mắt chính là con đường hạnh phúc ngoằn ngoèo này. Ngồi đây cũng rất là chill luôn. Nhưng mà cũng nguy hiểm lắm. Thôi tốt nhất là mình không nên ngồi. Biết vậy thôi. Đây chắc là chỗ để nam thanh nữ tú hẹn hò chăng. Đây này. Tôi cứ tưởng là sắp đến rồi nhưng mà chưa. Con đường vẫn còn ở phía trước. Đây có thể gọi là một trong những con đường về nhà mà
cũng nguy hiểm nhất nhì Việt Nam luôn. Chào chú. À, chú nói được tiếng Kinh à? Không biết à, đi chơi ạ. Đây nhà ai? Nhà Ly. Nhà Ly à? Ô, chào em. Anh đi đâu ấy? Anh đi chơi. Đi chơi. Em tên là gì anh? Em tên là Noah Anh. Anh tên gì? Anh tên là Trường. Trường à? Ồ, cậu bé này rất là đẹp trai. Anh hỏi xíu là đây họ đang xây gì ấy? Xây nhà anh. Xây nhà? Vâng. Đưa anh vào xem được không? Được rồi anh. Ok. Ôi rồi. Đây này. Ngôi nhà được làm hầu như là đá với cả cốt thép. Một cái bức tường đá rất là to ở đây. Cái nền thì hoàn toàn bằng đá. Thậm chí là ngôi nhà này còn làm những cái cửa bằng kính như này, rất là đẹp, rất là sành điệu ấy chứ. Nhưng mà cái hiên nhà thì bước một phát là chúng ta có thể nhảy xuống dưới kia luôn. Chắc là phải làm gì thêm cho nó an toàn hơn chứ nhở? Không à? Để cái hiên nhà như này á? Vâng. Rồi, bước một phát là lăn xuống tiếp cái con đường nhỏ nhỏ kia mất. Em chào anh nhá. Anh là chủ nhà. Anh tên là gì ạ? Ly. Ly à? Sao anh lại chọn xây nhà ở chỗ này? Dưới kia không có đất. À, dưới kia không có đất à? Đấy, đúng như mình dự đoán thì thường là không có đất họ sẽ làm nhà những nơi như này. Cái này thì mình vận chuyển vật liệu lên như nào? Chuyển lên bình thường. Chuyển lên bình thường bằng cái con đường bé bé này á? Đi bằng đi bộ hay là đi xe? Đi cái đường vừa nãy anh đi ấy, đi bộ lên. À, đường anh lên hả? Vâng. Thế mỗi lần thì chuyển được mấy viên gạch thôi đúng không? Gạch thì một lần khoảng 5 viên. Một lần khoảng 5 viên? Vâng. Em có tham gia vận chuyển không? Em hôm đấy em đi học rồi anh ạ. À thế à? Vâng. Rồi, quá là hoành tráng, quy mô. Tốn rất là nhiều sức người mới làm được như này. Đúng rồi. Nhưng mà anh này là cũng nhà giàu ấy chứ nhỉ? Nếu mà làm như này đúng không? Nhà trên này. Nhà cũng trên này. Cũng hoàn cảnh. À, trước nhà hoàn cảnh nhỉ? Đi làm 2-3 năm mới làm xây được căn nhà như thế này anh. À, đi làm kiếm tiền về để xây nhà đúng không? Vâng. Đây, chủ nhà xây những cái bức tường bằng gạch rất là đẹp như này. Thường thì mình thấy họ làm bằng gạch bê tông ấy nhỉ? Gạch đúng ba banh ấy. Còn đây chủ nhà sành điệu hơn thì, hoặc là có điều kiện hơn thì sẽ dùng bằng những viên gạch ngói như này, gạch nung như này. Chú xây nhà ở chỗ đẹp quá chú ạ. Đây này, nhìn cái view của chú này. Tường nhà ở phía bên kia rất là đẹp luôn. Nhiều bạn nhỏ đấy. Ra đây chú cho kẹo này. Ăn kẹo không? Lần tân nhị vã. Kẹo đi, kẹo đi. Lần tân nhị. Bạn ở cửa chuông à? Cửa chuông à, quân đâu? Nóng lắm. Nóng lắm à? Vâng. Cho kẹo này. Ôi, cẩn thận rơi con, nhặt đi. Đây, kẹo này. Anh lên trên này trải nghiệm hay là làm gì hả anh? Anh đang trải nghiệm. Anh thấy cái ngôi làng này lạ quá, anh lên. Vừa nãy anh xoay phải lấy ca nhỉ? Đúng rồi. Tưởng ai cơ? Tưởng ai à? con bé này sinh ở đây con ai? Con của Ly đấy à? Không, con của hàng xóm anh. Con của hàng xóm à? Vâng. Con Ly là đây này. Đâu? Con này của này, chủ nhà đây à? Này. Đây là hai bạn con của chủ nhà. Đúng rồi, bạn này nữa. À, vâng. Ba đứa rồi á? Bốn đứa. Ôi rồi, thế mấy đứa này đi học là nó cũng đi cái con đường anh vừa lên hả? Đúng rồi. Một ngày là đi mấy lần? Một ngày thì một lần. Một lần đi, à? Một lần lên trên này nữa là hai lần. Hai lần. Chào anh nhá. Bên này đang trộn vữa à? Đúng rồi. Anh thấy có một cái này rất là hay ấy, cái này để làm đâu, gì? Đâu anh? Đây này. Cái đấy là chuyển... Chuyển gạch xuống đúng không? Đúng rồi, chuyển gạch ạ. Đây, thì về cái địa hình nó rất là khó, hầu như là không có đường để đi. Đúng rồi. Nên là các chú thợ xây với cả Ly đã phải làm một cái băng chuyển, tôi gọi tạm là cái băng tải nó như này. Rất là thô sơ như này. Ở trên có người vận chuyển không? Có. Bây giờ làm sao để thử xem mà vận chuyển như nào? Vừa nãy em vận chuyển cả ngày mà anh. Em là người vận chuyển nha. Đúng rồi ạ. Thế Nô thử vận chuyển một ít gạch xem nào. Được mà anh. Đấy. Ôi rồi, thằng bé này ở dưới thôi. Đừng có lên. Đấy, họ phải kéo những cái thùng như này mà cho vật liệu xây dựng vào. Nô sẽ lên để làm mẫu cho tôi xem. Mỗi lần mình chuyển là bao nhiêu viên gạch? 6 viên anh ạ. 6 viên thôi à? Vâng. Nào, thử xuống thế nào. Vâng.
Đây nhưng là một cái băng cho chuyển thử hai viên thôi. Thô sơ nhất mà mình từng biết, mình từng thấy. Rất là lạ đối với mình. Nào mấy đứa này cẩn thận ra nó hút vào đầu bây giờ. Khiếu. Thậm chí là nô phải thả rất từ từ nó mới đi đúng được theo cái băng chuyền này. Khiếu nó liêu. Nào ở dưới có ai đỡ không ạ? Đấy. Hay quá. Giờ mình sẽ thử lên cái ngôi nhà. Lên đi anh. Của Ly, ngôi nhà cũ. Xem như thế nào. Xin. Đây này, đường vào nhà có phải dễ đâu. Vì những cái chỗ này thậm chí là mình không có chỗ để bám vào. Ôi dồi ôi. Xin. Đây chính là cái ngôi nhà mà gia đình sau này sẽ bỏ cái ngôi nhà này đi đúng không? Ờ, đúng rồi anh ạ. À, sẽ không sử dụng ngôi nhà này nữa. Chắc cũng có. À, bên này còn có một em bé đang... Đúng rồi, đây là vợ con của anh Ly bên kia nữa. À, vâng. Thế là Ly có 4 đứa. Đúng rồi, Ly có 4 đứa, 3 đứa là đi được bộ rồi, còn đứa này đang bé. Ô, bạn này đáng yêu chưa này? Trộm vía, trộm vía. Chào chị nhá. Ở đây mọi người nói được tiếng phổ thông không? Các cô ấy. Tùy thôi, một tùy số à? Người thì nói được, một số người lại nói không được anh ạ. Thế à? Vâng. Thế Nô học hết lớp mấy? Em năm nay mới lên lớp 9 anh ạ. Lên lớp 9 à? Vâng. Đây bên trong gia đình thì cũng khá là cơ bản. Phía này thì xi măng đã được tập hợp lại như này. Ô, mềm mén anh ạ. Mềm mén. Vâng. Hôm nay gia đình làm cơm đúng không? Đúng rồi, làm tiếp cơm. Thợ đúng không? Đúng rồi. Đấy. Một cái mẹt mén mén rất là to như này. Như này là đã đồ chưa hay là đang chuẩn bị đồ? Chuẩn bị thôi. À, hình như là chuẩn bị đồ. Một lần nữa là chín. Chị nói được tiếng phổ thông ạ? Được. À, hay quá. Thì ở đây này phụ nữ lại nói được tiếng phổ thông. Úi dồi ôi mọi người ơi, nhìn này, bên cạnh cái nồi mèn mén đây này, úi dồi ôi, một nồi gà, quá ngon luôn. Này bao nhiêu con đấy? 4 con. 4 con cơ à? Thế thì cũng đông đông người làm đấy nhỉ? Đúng không? 4 chú gà đang được luộc ở đây. Rất là tuyệt vời. Thì những người đàn ông sẽ vận chuyển vật liệu xây dựng và phụ trách xây dựng. Còn các mẹ, các cô... Các bà thì ở nhà nấu nướng như này. Đấy. Một cái nồi mèn mén rất là khủng luôn. Ở đây mọi người có ăn cơm không? Có. Cũng có ăn cơm à? Vâng. À. Tuyệt vời quá. Theo mình để ý thì ngôi nhà này cũng siêu vẹo rồi thì bắt buộc phải làm một ngôi nhà mới kiên cố và chắc chắn hơn. Đúng. Thậm chí là đẹp hơn nhỉ? Đúng rồi. Quá đẹp luôn bởi mình thấy lắp cả cửa nhôm, cửa kính. Đây là chỗ ngủ à? Của gia đình chỉ một thời đi. Gian thôi. Chỉ một thời gian nữa thôi thì chúng ta sẽ có một ngôi nhà mới rất là đẹp. Ngôi làng này nó rất là lạ đối với anh ấy. Vì anh không hiểu vì sao mà mọi người lại lựa chọn ở cái nơi cao như này ấy. Thì em có biết không? Em tùy em biết là ví dụ người Mông bộ em này không thích ở dưới xuôi bởi vì nóng lắm anh ạ. Nóng à? Vâng. À ở trên này mát hơn à? Đúng rồi, ở trên này thì mát hơn nhưng mà mùa đông thì lại 1-2 độ. Nhưng mà đấy, mùa đông là 1-2 độ à? Vâng, trên này mùa đông thì lạnh lắm anh ạ. Đấy nhưng mà kiểu mình đi lại rất là vất vả ấy, tại sao mình lại không lựa chọn ở dưới nhỉ? Bởi vì ở dưới không có nước anh ạ. Đấy. Vâng. Vẫn một cái vấn đề nan giải và muôn thuở của những người đồng bào ở đây đó là không có đất để làm nhà ở dưới. Thì bắt buộc phải làm nhà ở những nơi cao như này. Trên này có nước ở dưới ví dụ ở dưới này là vừa nãy anh lên ấy. Ừ. Có nước ở dưới đấy là bọn em làm nhà ở trong đấy thôi. Ừ. Bởi vì trên này khổ lắm anh ạ. Thế trên này có hàng quán gì không? Trên này không có anh ạ. Muốn mua gì là phải phải xuống ở dưới ngã ba kia. Phải đi hết 30 phút đấy nhỉ? Vâng. Đội quân thiếu nhi cũng hành quân theo tôi. Chắc là lâu lâu mới thấy người lạ đấy chứ đúng không? Đúng rồi. Anh em nhìn thấy là anh là người đầu tiên. À. Vâng. Người đầu tiên như nào? Vâng, anh mới là người đầu tiên đến chung cái xóm của em. Anh là người lạ đầu tiên đến cái xóm này của em. Đúng rồi. Chưa có một ai là kiểu là người lạ mà lên đến đây. Đúng rồi. Wow. Thế là mình cũng rất là xúc động đấy. Đúng rồi. Bởi vì khi mà đi ở bên dưới cái con đường Mã Pì Lèng ấy, các bạn nhìn sang đây thì
có thể nhìn thấy những cái một vài cái mái nhà thấp thỏm ở trên này. Đúng rồi. Nhưng mà để lên được đến đây thì nó lại cả một câu chuyện khác. Mình rất tò mò và mình đã quyết định hôm nay phải lên bằng được. Đấy. Và ở đây thì con đường để đi sang nhà nhau cũng là những cái con đường mòn nhỏ như này thôi. Ở nhà hàng xóm mình định làm một cái đường cho để xe đi ấy. À, làm đường để xe đi à? Vâng, nhưng mà họ đã làm chưa xong cái đường đấy anh ạ. Nếu anh không nhầm thì con đường mà đang lởm chởm đá ở phía đầu bên kia đúng không? Đúng rồi anh ạ. À, nhưng mà đang không làm nữa là vì vấn đề gì? Bởi vì là họ đang trồng ngô, họ thu ngô xong là mới làm mà anh ạ. À, chứ không phải là hết tiền để làm đâu đúng không? Vâng ạ. À, phía bên này thì các gia đình bắt đầu quy mô hơn. Đây nhà em chưa? Đây nhà em rồi anh ạ. À. Bắt chước cá cho mày. Đây này, nhà của Nô thì cũng được xếp bằng những cái bức tường đá như này. Cá trâu ạ. À, những bức tường đá thì không hề có gắn kết bằng xi măng nhá mọi người nhá, chỉ xếp chồng với nhau thôi. Chồng. Thế bên này nuôi rất là nhiều những cái con vật nuôi, gà này. Gà, lợn. Oh, thậm chí là có một gia đình lợn. Hai gia đình anh ạ. Hai gia đình à? Vâng, một gia đình đây, một gia đình ở dưới kia này. À, một gia đình dưới kia. Vâng. Úi giời ơi, nhìn các chú lợn con này. Ngon quá, tì ngon quá. À, lợn con này mình sẽ để bán đúng không hay để nuôi? Để bán. Để bán tiếp à? Đúng rồi ạ. À. Ôi giời, nhà em nuôi được con lợn à, tuyệt vời quá. Đây thì các gia đình nối tiếp nhau bằng những cái hàng rào đá như này. Thì đây chính là gia đình của Nô. À, ở trên này có điện à? Trên này có điện anh ạ. À, là phải kéo điện từ dưới lên đúng không? Vâng. Nhà Nô có mấy anh em? Trên này một nhà phải mất 12 triệu người ta mới kéo lên trên này anh ạ. À, mỗi gia đình phải góp 12 triệu vâng, mới kéo được cái đường điện lên đây. Vâng. Và điện thì mình vẫn phải trả tiền dùng hàng tháng đúng không? Đúng rồi ạ. Nước thì mình lấy ở đâu để dùng em? Mình lấy xa lắm anh ạ. Lấy xa là lấy ở đâu? Lấy tận trong kia. Có nguồn nước không? Hay là phải dùng nước mưa? Không phải dùng nước mưa, có. À, có nguồn nước à? Có nguồn nước anh ạ. À, thế thì lại tuyệt vời quá nhỉ? Vâng. Vì là cái nước sinh hoạt ở những cái vùng như này thì nó rất là khó. Vâng. Để có thể có nước mà dùng. Bây giờ mình sẽ đi thăm một nhà có rất nhiều trẻ con anh ạ. À, nhà rất nhiều trẻ con à? Vâng. Là có bao nhiêu đứa? Tất cả là có 6 đứa. 6 đứa à? Nhưng mà một đứa đi học ở trong cái trường ở tỉnh Thái Nguyên. À, một đứa học nội chú à? Công nghiệp Thái Nguyên. Ồ. Vâng. Thế cũng đẻ nhiều chứ nhỉ? Ôi, chắc không ở hết rồi. Đây, ngôi nhà này thì còn lởm chởm rất nhiều đá luôn đấy. Ngôi nhà này là của bác em. Nhà của bác em à? Vâng. Ôi, chắc không ở nhà hết rồi. Gia đình cũng nuôi rất nhiều gà. Chắc là có ai ở nhà không? Có ạ. Có à? Vâng. Ô, một anh chó này. Con chó này, không sợ là anh ơi. Ừ, anh chó này lành thế, mình là người lạ đến mà nó vẫy đuôi. Chào anh chị chó, không phải anh chó. Dạ. Oh. Ông của em đây anh ạ. À, ông của em à? Vâng, ông của em đây ở đây. Chào ông nhá. Nhớ dầu. À. Đi bể ngô hết rồi. Cả nhà đi bể ngô hết rồi à? Vâng. Thậm chí là một cậu bé cậu đang cởi chuồng ngủ kia này. Ông, anh cảm giác nhà bị ốm à? Đúng rồi, ông bị ốm anh. Ông bị ốm à? Vâng. Ông... đã đi viện chưa? Ông chưa. Chưa đi viện à? Vâng, khỏi tí rồi. Chưa được đi viện bao giờ luôn đấy hả? Giá mình giải xây rồi. Ông bị giải xây rồi. Chưa đi bao giờ. Chưa đi bao giờ? Vâng. Ôi rồi. Và ông với các cháu á, nằm trên một cái giường cũng khá là nhỏ như này. Và thậm chí là quần áo còn được để lên để làm gối. Thấy ông cũng khá là yếu và gầy gò rồi. Ông đeo cái vải đỏ kia là để làm gì em? Cúng họ cho đeo thì kìa. À, cúng ma đấy à? Vâng, dạ thì nếu mà ta chồng đó. Mình nhắm ơn tờ chồng ý. Sao trời? Năm nay ông em có 70 tuổi. Năm nay 70 tuổi? Vâng. À, không đi bẻ ngô được nữa, ở nhà trông cháu thôi. Cả ốm nhỉ? Vâng. Ông gầy quá. Vâng. Ngôi nhà này thì tôi thấy là
không có nhiều điều kiện bằng những ngôi nhà khác. Chắc là đẻ đông quá. Thế cái bạn đi học ở Thái Nguyên thì là con trai hay con gái? Con gái anh ạ. À con gái à? Sinh năm 2K6. 2K6 à? Vâng. Đây là con giường của ông. Đây là giường à? Giường của ngủ ông. Nữa. Thì cái màn này thậm chí là nó, tôi đoán nó phải hơn chục năm rồi ấy. Đúng rồi. Cái màu nó đã... Đê. Đấy, nó đã bị hóa theo thời gian rồi. Đúng rồi. Lão hóa theo thời gian luôn rồi. Gọi là đen xì luôn ấy. Và nó rách tả tơn rồi là phải khâu vào như này. Bây giờ Nô sẽ dẫn mình ra cái con đường mà bà con đang mở, tự mở để có thể đi lại dễ dàng hơn. Tức là con đường đấy mở là sẽ để phục vụ là đi bộ hay là phải đi được xe máy? Phải đi được xe máy anh ạ. À. Vâng. Đấy thì phải làm như vậy thì mới bỏ công làm nhỉ? Vâng. Chứ không thì mở một con đường đi bộ khác thì sẽ không thay đổi được gì nhiều lắm. Vâng. Chỉ mệt hơn thôi. Ở trên này là có nhà nào có xe máy không? Có nhưng mà người ta không lấy xe máy trên này đâu. Lấy không được trên này. Gửi ở dưới thôi đúng không? Vâng. Đây chính là cái con đường mà đây hoàn toàn là tất cả các hộ ở đây tự cùng nhau làm à? Vâng. Chứ không có hỗ trợ từ xã các kiểu ấy. Xã không có đúng không? Không có, họ không giúp đỡ gì cả. À, họ không giúp đỡ gì à? Vâng. À, đây này mọi người này, con đường do bà con trên này tự đóng góp lại với nhau để làm. Thì mình chắc chắn là cái nguồn kinh phí họ sẽ không quá nhiều để có thể làm được nhanh và làm được đẹp luôn. Thì hiện tại thì nó mới chỉ dành để đi bộ được thôi. Chứ chưa phương tiện nào có thể đi lên đây được. Nô năm nay lên lớp 9. 14 tuổi, 15 tuổi anh ạ. 15 tuổi. Vâng. Nô đã từng đi làm thuê ở những đâu rồi? Em được đi ở dưới làm văn hóa homestay thôi. À, vâng. Làm nhân viên ở homestay à? Vâng ạ. Công việc bán thời gian đúng không? Đúng. Nó kiếm được nhiều tiền không? Em cũng bình thường, một ngày 100. Một ngày 100 mà? Vâng ạ. Như thế là cũng anh nghĩ là cũng nhiều rồi đấy nhỉ? Đúng rồi. Thì bởi vì anh thấy ở trên này thì chỉ có một cái phương án duy nhất là đi làm thuê ở những cái nơi khác. Đúng rồi ạ. Như gia đình của Ly chẳng hạn đúng không? Đúng rồi, gia đình của Ly. Lúc trước họ Trung Quốc chưa ác ấy. Gia đình của Ly đi cả vợ chồng. À cả đi vợ chồng. Đi một năm luôn. À đi một năm đi Trung Quốc. Vâng. Để kiếm tiền. Vâng. Đấy thì bây giờ thì cũng có một chút tiền để làm một ngôi nhà kiên cố. Đây anh. Chỗ này mát lắm anh ạ. Đây là chỗ gì? Đây là chỗ nghỉ ngơi bạn con đi lấy cỏ, lấy củi các kiểu về đây nghỉ ngơi một tí. Mát lắm. Mình có mồ hôi ấy, bây giờ người còn lạnh luôn đấy mọi người ạ. Chỗ này cực kỳ là gió luôn, nhìn cây này. Gió nhưng mà anh thắc mắc một chút bởi vì ở đầu bên kia anh cũng thấy một cái chiếu nghỉ như này. Nhưng mà tại sao mọi người lại lựa chọn ở những nơi mà nó có cái vực như này này? Bởi vì đấy. Có như kiểu cái chỗ này ấy, nó bị mát. Người ta mới lựa chọn như kiểu chỗ này mới nghỉ ngơi cho nó mát anh ạ. Mặc dù nó rất nguy hiểm nhưng mà bà con vẫn bất chấp để có thể tận hưởng được những cái luồng gió rất là mát, rất là tự nhiên thổi từ phía xa về. Nhưng mà vì là mọi người ở đây cũng quen rồi thì ngồi đây cũng không sợ nhỉ. Chứ như tôi á thì sợ độ cao này, các bạn nhìn này. Đấy, thò cái máy quay ra một phát là vực luôn này. Đấy, kinh không? Thế mà bà con vẫn ngồi đây để hóng gió được. Tài thật đấy. Có khi nào mà hẹn người yêu ra đây ngồi không? Trong này toàn họ thôi, không có cái họ khác gì. À trong này toàn họ hàng à? Vâng. Là muốn lấy vợ hay muốn yêu ai là phải phải vào xóm khác rồi. Phải là vào xóm khác à? Vâng. Đây là tòa họ Giàng. Vâng. Nhưng mà các cô gái mà chấp nhận làm dâu ở đây là cũng khổ. Cũng khổ đúng không? Vâng. Vì cái đường đi lại nó quá là dã man. Mọi điều kiện, mọi thứ nó đều thiếu. À đây chính là cái đường dây điện mà mỗi gia đình phải đóng góp đến 12 triệu thì mới kéo lên được. Lắc là đấy là cũng tự đóng góp, cũng không có sự hỗ trợ gì à em? Không có anh ạ. À cũng nhà nước hỗ trợ một phần à? Nhà nước không hỗ trợ tí nào luôn anh ạ. Từ người dân đóng góp 12 triệu luôn. Con đường này mà đi xe máy là cũng hơi bị chóng mặt đấy nhá mọi người nhá. Đây. Cũng không hề dễ dàng gì để đi đâu.
thần kinh phải thép một chút ấy, phải tay lái phải cứng ấy, để đi được. Cái đường này hàng xóm bảo là làm xong thì họ để họ đổ bê tông vào. Để gì? Đổ bê tông ấy. À. Để gì đi. Ừ. Sau này sẽ đổ bê tông đúng không? Vâng. Chắc chắn đổ bê tông xe máy mới đi được chứ còn như đúng này rồi. Chịu rồi. Đấy. Đường rất là dã man. Mình rất là khâm phục những hộ gia đình ở đây ấy. Vì kiểu không thể chờ người khác lâu được. Nếu mà chờ thì lâu lắm. Thì tốt nhất là mình tự mở cho mình một cái lối đi nhỉ? Đúng rồi. Đấy, để cuộc sống mình nó đơn giản hơn, nó không phải vất vả nhiều nữa. Đúng rồi nhỉ. Bởi vì khi mà xe máy lên được đến nhà ấy, thì tôi chắc chắn là sẽ rất nhiều những cái điều kỳ diệu khác nữa sẽ thay đổi. Đúng rồi ạ. Đấy. Các bé sẽ được đi ra ngoài nhiều hơn, đi chợ này. Rồi những người vợ, người mẹ cũng sẽ được đi chợ này. Sẽ không phải lụt hủi ở nhà nữa. Có xe máy rồi mà. Đấy. Đây là một cái góc cua của con đường mà cũng khá là khủng khiếp. Thì, nó vẫn còn mở rộng lên xuống dưới kia đúng không? Vâng. Và có những cái khúc cua như thế để giảm độ cao. Đúng rồi nhỉ. Nhưng mà tôi nhìn thấy nhá, như mọi người có thể quan sát thì ở phía dưới này thì hiện tại là chưa có đường này. Đúng. Chỉ là một con đường mòn nhỏ thôi. Và bên đấy cũng có một ngôi làng nữa. Ngôi làng đấy thì có chung sức làm cái con đường này không? Ừ, có anh ạ. À, cũng vâng. Cùng nhau làm đúng không? Vâng. Đấy thì hai anh em đi đến đây là bắt đầu vào một con lối mòn nhỏ rồi. Là không được mở to nữa rồi thì chắc phải một thời gian nữa thì mọi người mới bắt đầu làm tiếp. Quá là gian nan đấy. Con đường này tôi phải gọi là con đường tương lai. Con đường mở ra một thế giới mới, một tương lai mới cho ít nhất là những đứa trẻ ở đây nhỉ. Đúng rồi. Đấy, như Nô thì lớn rồi thì ra xã hội nhiều hơn, còn những em nhỏ thì đấy, ngày ngày vẫn phải đi lại bằng cái con đường này để học. Vâng. Trên Nô ngày xưa là cũng đi con đường đấy chứ đúng không? Đúng rồi. Ừ. Em năm nay cũng đi bộ đi học thôi mà anh. Ừ đấy. Đấy, chính bản thân Nô cũng là người đang phải đi bộ đi học hàng ngày ấy, chứ có phải là cái đường này ví dụ em thích đi thì em cũng đi vào trường được mà anh. Ừ. Vâng. Không biết là tổng cái con đường này làm hết bao nhiêu tiền Nô biết không? Hiện tại ấy. Em quên rồi. Lúc trước họ cũng báo nhưng mà em lại quên. Quên rồi. Gần 12 triệu hay sao? 12 triệu một nhà. Vâng. Vẫn không, là góp với nhau đúng không? Cùng nhau góp ấy. Ừ, cùng nhau góp. Đấy. Chúng xá họ phát tiền rừng về lấy cái tiền rừng để làm cái đường này thôi. Rồi. Vâng. Đấy, tiền bà con trồng rừng, tiền trồng rừng thì khi mà được địa phương phát cho thì bà con lại mang về để mở đường cho mình. Tôi rất hy vọng là trong năm nay hoặc là đến Tết nhỉ. Vâng, con đường này tin rồi anh ạ. Con đường này làm xong, nếu mà con đường này làm xong mà thì lên cái ngôi làng của em sẽ rất là tuyệt vời. Đúng anh rồi. Chắc chắn là mọi người sẽ lên đây chơi rất là nhiều đấy. Vâng. Ừ. Còn hiện tại thì như mọi người thấy ấy, tôi đã phải rất là tốn nhiều mồ hôi thì mới lên được ngôi làng của Nô. Và thậm chí là tôi là người lạ mà lâu lắm rồi. Gần 4-5 năm rồi gần, sao? Gần 4-5 năm rồi mới có một cái người lạ như tôi lên đến cái ngôi làng này. Nô có kể là hồi nhỏ thì 1-2 tuổi chỉ có những người khách du lịch Tây thì họ mới lên đến đây. Hy vọng là con đường này đến Tết là làm xong. Ở trên kia có ba cái đá trồng nhau đẹp quá anh ạ. Cái gì? Ba cái đá trồng nhau đẹp. Ba cái đá trồng bên nhau á? Vâng. Thế đưa anh đi xem nhá. Vâng, nhưng mà hơi xa. Hơi xa là tận đâu? Nó gọi là hòn đá thiêng không? Ừ, không phải. À. Như ba cái đá trùng nhau như thế này. Ờ, đi. Vâng, đi. Đi xem đi. Các bạn thân mến, tập 1 ở ngôi làng biệt lập ngày hôm nay của mình xin kết thúc tại đây. Mình sẽ tiếp tục đi cùng Nô đến thăm những gia đình khác và xem cái hòn đá rất là kỳ lạ. Ba hòn trồng với nhau mà Nô vừa kể cho mình. Hy vọng là xem video này các bạn cũng sẽ cảm nhận được một chút những cái gì mà vùng cao hiện tại đang có. Và mình cũng mong rằng là những cái thước phim của mình nó sẽ là một cái tư liệu quý để sau này khi mà cái ngôi làng nó phát triển hơn, con đường đẹp hơn thì chúng ta có thể ngồi cùng nhau xem lại ngày xưa nó đã như thế nào, nó đã làm sao và nó đã thay đổi như thế nào đúng không em? Rồi, xin chào tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong tập 2 và trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.